Mấy hôm nay em bận quá em không có lên nói được, bởi vì em về đời em đã liên lạc rất là nhiều người, và hiện tại bây giờ em nắm bắt được cái nội quy ở trong trại giam, và cái cách sinh hoạt ở K2 nó khác với K1. Em chào mọi người. Rồi bây giờ em nói về vấn đề ha. Em đặt về vấn đề luôn là lúc em mà ra tòa rồi á, là qua 15 ngày chống án là đưa em đi lên Bô Lá. Vấn đề cái trại giam, cái trại giam Bô Lá rất là khắc nghiệt. Rất là khắc nghiệt. Khắc nghiệt hơn những cái chỗ tạm giam và cái chỗ An Phước, Khu giáo Bình Dương nữa. Rất là khắc nghiệt. Và về Bô Lá sống không nổi. Sau khi em bắt em và điều tra, tạm giam em ở số 4 Phan Lưu 23 tháng, tổng cộng là 23 tháng. Sau đưa em ra tòa. Ra tòa xong qua 2 tuần đưa em lên Mô Lá, và ở trên Mô Lá em ở được 3 tháng 6 ngày. Nhưng là đối với em 3 tháng 6 ngày rất là khủng khiếp. Em đi tù 2 năm 6 tháng nhưng chưa bao giờ mà em thấy 3 tháng ở Bô Lá rất là khủng khiếp với em. Em về Bô Lá em xuống 4 kg. Sau này em lên trường em mới mập lại. Ở trên Bô Lá một cách sinh hoạt như vậy nè. Tức là 6 giờ sáng là cán bộ mở cửa và cho ra ngoài điểm danh. Điểm danh xong cho vô lại buồng giam. Xong rồi cỡ tầm 8 giờ cho đi tắm, nhưng lại tắm chung nha. Tức là ở ngoài cái khu tắm nữ á, nó có nguyên một cái bể. Nó có nguyên một cái bể luôn, tắm chung. Tắm chung. Ai cũng tắm với nhau hết đó. Xong rồi tắm xong rồi mới vô nhốt lại. Nhưng đồ ăn ở đó nó mắc lắm, nó không bán cho mình là, thí dụ là nó bán cho mình cái bịch đồ ăn cá kho 20-30 ngàn gì đó, nó không bán. Nó bán rau với chè không à, bán rau với chè không à, không bán thứ gì hết. Mà có bán cái đồ ăn mặn nữa thì nó chiên một con cá du hồng nho nhỏ, con cá đó là 100 ngàn. Ăn không nổi, sống không nổi, ở Bô Lá sống không nổi. Thật sự mấy anh em tôi về Bô Lá sống rất là cực khổ. Và bên Nam á, theo tôi tìm hiểu được á, bên Nam á là một cái cây thuốc Hòa Bình là bán 250, tức là một cây đó là 10 gói. Còn bên nữ á là không có thuốc bán, không có bán thuốc cho nữ. Nhưng là mấy đứa án xã hội á, nó thèm thuốc, mấy cái đứa chơi ma túy đó nó thèm thuốc, thì nó phải bắt buộc gọi, nhờ cán bộ gọi điện về cho gia đình, kêu gia đình chuyển khoản vô ngân hàng, chuyển khoản vô tài khoản cái thẻ ATM của cán bộ. Sau đó rồi cán bộ mới vô nói phạm là nhà có gửi vô bao nhiêu đó, muốn mua cái gì thì bộ mua. Tức là thuốc á là phải có cán bộ, có tiền riêng của cán bộ mới mua được thuốc nha. Nhưng bên nữ á là một gói thuốc Hòa Bình là 250. 250. Đấy. Nhưng bên Nam một cây có 250 thôi, tức là bên Nam một cây á là 10 gói. Còn bên nữ á một gói thôi là 250. Xong không nổi. Như đi em mà em không biết mấy cái đó, nhưng em ở chung với án xã hội. Em ở chung với án xã hội thì em thấy ở Bô Rá là Bố láo mà ở được Bô Lá thôi, chứ còn người bình thường ở không được Bô Lá đâu.
mấy anh em về bô lá là sống không nổi. Còn những mấy anh em mà mấy chị em mà tỉnh á, bị bắt ở tỉnh á, mà xét xử ở tỉnh á, xong rồi đi xét xử, đi ra tòa xét xử xong rồi á, là phải ở lại đó, ở lại đó phải trại giam đó, đưa cái bộ hồ sơ ra chi cục 10, xong chờ ở đó, chờ đó cỡ tầm hơn 2 tháng rưỡi, có hơn 2 tháng á, là bên chi cục 10 mới đưa bộ hồ sơ về lại trại giam. Thì lúc đó mới tỉnh, mới đưa thẳng về trường. Còn ở Sài Gòn, bắt ở tại Sài Gòn á, là đi xử xong, qua 2 tuần trong án, xong là tống cổ, mình đi về Bô Lá. Cái Bô Lá là cái trại giam trung chuyển, nhưng thật sự cái Bô Lá rất là khắc nghiệt, rất là khắc nghiệt. Xong ông nội, những cái anh em nào mà bị bắt ở Sài Gòn á, là lúc nào cũng đưa về Bô Lá, mà ai được rồi chị Hà ơi, chút nữa em kể lại, em tự em kể đang kể cái vụ mà ở Bô Lá ha. Ở Bô Lá sống cực lắm chị. Ăn uống cũng vậy nữa. Canh ra muống, nấu như nấu canh vậy á. Lạc lắm, ăn không nổi. Ở Bô Lá là nước lỏng bỏng mà ăn không nổi. Xong rồi là cơm, thịt á thì kho được cái ăn cục vậy nè. Người hai cục vậy nè. Nước lỏng bỏng. Còn đồ ăn á, đồ ăn mặn không có bán, chỉ có bán chè với bán rau thôi. Nên là anh chị em nào mà án tù nhân lương tâm á, về Bô Lá sống không nổi. Bởi vì sao? Bởi vì mấy chị em án này là không có tiền, về đó sống không có nổi. Một gói mì ở ngoài đời bán có ngàn mấy, 2 ngàn thôi, bán mua trong đó 4-5 ngàn. Mấy đứa án xã hội nó có tiền á, đi xe cán bộ thì sống nổi. Ví dụ là ở trong không có bán đồ ăn mặn thì có tiền nhà chuyển khoản vô tài khoản của cán bộ, thì cán bộ nấu cho ăn. Tức là muốn ăn cái gì là kêu cán bộ kho cho tôi một ký thịt hoặc như thế nào đó, cán bộ kho. Ví dụ một ký thịt kho thì có thể là 400-500 ngàn, cán bộ bỏ công ra mua rồi lấy rồi kho cho mình, đưa cho mình ăn. Ăn xong rồi là trừ tiền vô tài khoản, là có cái cuốn sổ ghi hôm đó là mua bao nhiêu, mua cái gì bao nhiêu thì trừ ra, trừ nào mà từng chừng nào mà trừ chừng nào mà hết cái số tiền đó thì thôi. Cái sinh hoạt ở bộ Bô Lá rất là cực khổ. Nên là em về đời rồi, em nghe mấy anh em mà đưa lên Bô Lá em thấy buồn lắm. Em chào anh Phi. Còn vấn đề mà em hôm nay em kể luôn là từ ngày em về đời á, là em có liên lạc rất là nhiều người, những cái người mà có người thân đi chạy ăn phước. Như là tụi em á, nữ á là đi K1, còn nam á là ở K2. Thì bên K2 á thì nó đỡ hơn K1. Tức là ở K2 á là trong khu an ninh á, trong án an ninh này nè, là có cái bếp, có tức là có cái khu bếp, có khu bếp nấu cho riêng cho an ninh ăn luôn, nấu cho riêng cho an ninh ăn luôn, chứ không có như bên K1 tụi em. Như tụi em á là sáng á, thật sự là tụi em không mua được ăn đồ ăn sáng, tức là chỉ ăn mì gói thôi. Còn án ở xã hội á thì người ta được bún riêu nè, bánh mì nè, tức là người ta mua được tất tần tật hết. Còn nhân án an ninh á, án như tụi em nè, là đóng cửa kín mít, là không cho tụi em ra ở ngoài tiếp xúc với những người đó, mà cũng không bán đồ ăn sáng cho tụi em luôn, cho tụi em ăn mì gói. Thì em án ít thì em không nói đi, còn những cái người án cao á rất là tội nghiệp cho người ta. Thí dụ người ta 5-7 năm thì có thể là người ta ăn mì gói 7-8 năm vậy luôn. Tại bởi vì là cán bộ phân biệt không cho án an ninh mua đồ ăn sáng ở ngoài canteen. Chỉ án hình sự á, ở ngoài đó mua cái gì cũng được hết á, chỉ có án an ninh là không mua được nhiều thôi. Mua cái hạn chế, rất là hạn chế.
chẳng hạn như là cái kèm cắt ngón tay nè, cũng không cho an ninh mua đấy. Như cái bút chì kẹp chân mày nè, cũng không cho mua đấy. Rồi kiến nè, cái kiến soi mặt với cái nhíp đó cũng không cho mua đấy. Còn bên án xã hội á, là người ta xài tất tần tật luôn, người ta mua đủ thứ. Còn án an ninh rất là cực khổ, không phải án nào cũng không phải là muốn mua gì mua đâu. Còn vấn đề nè, ăn uống, án an ninh mấy tụi em ở trong K1 á, là đội an ninh, là đội, em ở đội 18 là đội an ninh, ở trong đó kêu là gọi là đội an ninh chứ không có kêu là tù nhân chính trị nha, không có gọi. Tại vì cái án này là an ninh điều tra chứ không phải không phải cán bộ hình sự điều tra đấy. Nên là trong cái trại giam mới nói là đây là án an ninh quốc gia, tức là cán bộ đặt cho mình đó nha, cho mình không có tự đặt nha. Rồi xong là sáng á 6 giờ cán bộ mở cửa điểm danh, điểm danh xong là cho tụi em ăn sáng cỡ tầm 15 phút là bắt tụi em đi làm. Nhưng là lúc tới ngày 23 tháng 11 năm 2020 á, là em nhập trại An Phước, là em vô cái đội 18 đó, cái đội an ninh đó, là mấy chị em á, là tức là ở một cái đội tức là ở làm ở trong đó và ở trong đó luôn, không có cho ra ngoài tiếp xúc với những người khác đấy. Nhưng là ăn tết vừa rồi thì tôi không hiểu lý do tại sao mà bà cán bộ Nguyễn Thị Dung, phó trưởng trại K1 An Phước, thì mới bắt xuất cộng đội 18, cho đội 18 ra làm chung với án hình sự luôn. Nhưng ra ngoài đó làm mấy chị không chịu nổi, tức là chị Nguyễn Thị Ngọc Dung nè, Nguyễn Ngọc Sương với Vũ Thị Dung, mấy chị lớn tuổi mấy chị chịu không nổi, bởi vì mấy chị bị viêm son, mấy chị không chịu mua thuốc lá, mấy chị không có chịu được thu mua thuốc lá, thì mấy chị không nổi, thì ra một tuần sau á mấy chị bệnh hết ở ngoài đó hả. Nắng nóng lắm, ở ngoài hội trường rất là nắng nóng, mà mấy chị làm cực lực lắm, rồi về rồi bỏ ăn luôn, rồi ăn không nổi. Thì tuần đầu thì bệnh, nhưng bây giờ em về rồi thì em không biết là tình trạng bây giờ mấy chị đã vô trong làm chưa thì em không biết nha. Nhưng là em rất thương mấy chị. Em nói thật là cái án này nè, ở lên trường rất là cực khổ. Tức là buổi sáng á là không cho tụi em mua đồ canteen ăn sáng, chỉ ăn mì gói, phở gói nha, đồ khô đó, mình phải có nước sôi mình chế mình ăn. Còn bên ngoài án hình sự á là nó mua cái gì cũng được hết, còn án an ninh là không mua được cái gì hết á, chỉ có bán đồ ăn mặn với canh thôi và phát cơm. Mỗi ngày nó cho cỡ tầm 2 đến 3 chén cơm, rau muống nhưng không có đọt, ăn không có được, và cũng không cho canh luôn, không cho canh, mình phải mua canh ăn. Đôi lúc em mua bịch canh 5.000, đôi lúc đổ bịch canh ra ăn mà em phải thấy con ruồi luôn đó, mà ngậm đắng nuốt cay là không ăn nữa, bỏ luôn, không ăn. Thật sự là như vậy. Bên nữ tụi em án an ninh bên nữ tụi em ở bên K1 rất là cực khổ hơn K2. K2 á là có nguyên một khu, tức là có nguyên một cái khu mà có nguyên một cái khu nấu đồ ăn cho án an ninh. Cái gì nè, bên án K2 á, bên K2 An Phước á, Phú Giáo Bình Dương đó, là có nguyên một cái khu là nấu ăn cho phạm nhân an ninh. Còn bên K1 á, nữ tụi em rất là ít, tầm nếu mà em lúc mà em về là còn 11 người, nhưng có một người bị đày ra ngoài án xã hội làm rồi. Còn 11 người, nhưng 11 người đó xuất cộng đi ra ngoài đường làm y chang án hình sự luôn, rất là cực khổ.
Em nói tới đâu em quên mất tiêu rồi. Em về đời em liên lạc với mọi người, em đã tìm hiểu bên K1, K2 và em so bên K1, thấy cảm thấy rất là thương mọi người ở bên K1. Ở bên K2 ăn uống là có người nấu hết, bên K1 không có. Bắt tụi em ăn đồ khô hoài à, ăn mì gói. Bây giờ em về đời em thấy mì gói em chạy mất dép luôn. Đúng rồi. Còn trái cây, trái cây tụi em chỉ mua được cam, quýt, ổi, chuối, mít đồ không có bán. Ba mấy trái cây kia không bán cho tụi em. Đó, nên là em về đời á, em liên lạc rất là nhiều người, em đã tìm hiểu trường này, trường nọ kia. Nhưng hiện tại bây giờ là em cảm thấy mấy chị ở K1 trại giam An Phước ở khu giáo Bình Dương. Bây hiện tại bây giờ em đã hỏi thăm là hiện tại bây giờ chị mấy chị vẫn ra hội trường làm. Ra hội trường làm là mấy chị chịu không nổi đâu. Thứ nhất nè, ra hội trường làm là nghe mùi thuốc lá, mấy chị chịu không nổi. Thứ hai, nắng nóng, mấy chị làm cực lực lắm, mấy chị chịu không nổi, chưa về là bỏ cơm, không ăn nổi. Thứ ba nữa, ra ngoài đó làm á, cái số lượng rất là nhiều hơn, không phải làm trong cái đội của mình. Trong cái đội làm, trong cái đội của mình á, tức là mệt á thì nghỉ, khỏe thì làm. Còn ra hội trường làm á, dù có mệt, có khỏe gì cũng phải làm. Làm chừng nào mà cán bộ cho vô, rồi mới cho, mới chịu vô, mới vô. Còn nếu mà cán bộ không cho phép vô thì mình không được vô. Đấy. Còn vấn đề xin ăn uống là có những thứ ở trong đó không bán cho an ninh. Thứ nhất là đồ ăn sáng. Thứ hai, cái chai, cái trái cây cũng có nhiều món không bán cho tụi an ninh. Rất là cực khổ. Và vấn đề này, trước khi em về đời là bà phó trưởng trại, bà phó trưởng trại Nguyễn Thị Dung, bà mở cổng bên đội 18, xuất cổng cho đi ra làm chung với án hình sự. Nhưng theo em biết được, án an ninh không cho tiếp xúc với án hình sự và cũng không cho ra làm ngoài, không cho ra ngoài làm chung với án hình sự. Cái này là bà Dung đã vi phạm nội quy trong trại giam. Lúc em gần về đời là còn khoảng 2 tuần nữa là bà xuất cổng đi làm. Bản thân em còn trẻ, em còn sức khỏe, mà còn chịu không nổi nữa mấy chị. Nguyễn Vũ Thị Dung chịu không nổi. Bà thứ nhất là chị Nguyễn Thị Ngọc Sương, chị là người bệnh, chị không chịu nổi. Và cái đội 18 đó là cán bộ Nguyễn Thị Nga quản lý đội 18 đó, và bà phó trưởng trại là Nguyễn Thị Dung. Hai người này xuất cộng đội 18 an ninh ra làm chung với án hình sự. Làm như vậy là sai quy định, sai quy định rồi. Tôi rất là bức xúc. Cái này có ai rành về pháp lý không, hướng dẫn cho em sẽ làm đơn đưa ra ngoài kia. Vấn đề mà bà phó trưởng trại Nguyễn Thị Dung đã xuất cộng đưa cái đội an ninh ra làm chung với án hình sự. Như chẳng hạn như anh Trần Thanh Vương, lúc đầu anh nhập trại vô An Phước á, anh ở chung với án an ninh. Nhưng sau đó thì em cũng nghe vợ anh nói là vấn đề là anh bị vi phạm cái gì đó, là cán bộ